3 phút của Bùi Tiến Dũng và thử thách đối đầu đồng đội cũ. Bùi Tiến Dũng có cơ hội bắt chính trong khung thành câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khi Thanh thắng gặp chấn thương, nhưng thử thách đang chờ đợi thủ thành sinh năm 1997, khi đối thủ mà anh sắp phải đối đầu là câu lạc bộ Hà Nội tại vòng 4 V-League 2022. Thanh thắng bị Edison hút vào đùi, cậu ấy có thể nghỉ thi đấu chừng 2 tuần. Nếu thắng nghỉ dài hạn, Bùi Tiến Dũng và Phạm Văn Cường sẽ có cơ hội bắt chính. Ai thể hiện tốt trong các buổi tập sẽ được trọng dụng. Ở trận đấu này, Tiến Dũng được xếp dự bị thay cho Thanh Thắng bởi Phạm Văn Cường vừa mới hồi phục sau khi mắc Covid-19, huấn luyện viên Trần Minh Chiến cho biết, sau trận đấu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Hòa B, Bình Dương 1-1, sau khi thủ môn Thanh Thắng phải rời sân ở phút 87, Bùi Tiến Dũng được huấn luyện viên Trần Minh Chiến đặt niềm tin. Thời gian ít ỏi có mặt trên sân đã không cho Bùi Tiến Dũng cơ hội để thể hiện được nhiều. Tuy nhiên, đây cũng là tín hiệu tốt để thủ thành sinh năm 1997 được lần đầu hít thở bầu không khí tại V-League 2022. Đây là mùa bóng thứ ba, thủ môn gốc Thanh Hóa khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và anh vẫn phải sắm vai siêu dự bị. Trận đấu tối mùng 6 tháng 3 là lần ra sân tại V-League sau gần một năm của Bùi Tiến Dũng. Tại V-League 2021, Tiến Dũng cũng chỉ có hai trận bắt chính cho đội chủ sân thống nhất. Ở vòng 4, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có trận làm khách trên sân của câu lạc bộ Hà Nội. Đội vẫn chưa thi đấu trận nào do liên tục bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đội bóng của bầu hiển luôn là một đối thủ khó chơi ở sân hàng đẩy và trong trận đầu tiên ở V-League, họ không muốn là người đến sau. Câu lạc bộ Hà Nội cũng là đội bóng của thủ môn Tiến Dũng tại mùa giải 2019. Khi đó, bầu hiển quyết định giải cứu Tiến Dũng khỏi câu lạc bộ Thanh Hóa, sau chuỗi ngày mai đụng quần trên băng ghế dự bị. Thế nhưng bản hợp đồng này cũng chỉ được đánh giá là mang tính chất hình ảnh hơn là chuyên môn, bởi khi đó sức hút của thủ môn quốc dân rất lớn. Sau chiến tích cùng U23 Việt Nam lên ngôi Á qua tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, tiếp cho Bùi Tiến Dũng có một thời say sưa trên ánh hào quang cùng với chấn thương hành hạ khiến anh dần im thinh thích, lặng mất tâm trên sân khấu V-League, hoặc nếu có xuất hiện cũng mờ nhân ảnh và rất nhọc nhằn. Còn bây giờ, anh sắp trở lại với một tư thế mới, không còn là người hùng cũ thời ở Thường Châu. Chắc hẳn anh rất hạnh phúc khi có cơ hội ra sân trở lại, và niềm vui ấy kéo dài bao lâu là phụ thuộc rất lớn vào ý chí và nỗ lực của Bùi Tiến Dũng. Vòng 4 V-League sẽ diễn ra trước khi đóng cửa đến tháng 7 để các đội tuyển quốc gia hội quân. Bùi Tiến Dũng sắp phải đối mặt lại đội bóng của câu lạc bộ Hà Nội. Đại diện của thủ đô đang rất nóng lòng tìm lại vị thế sau hai mùa giải đánh mất chính mình. Thử thách trong khung gỗ đang đón chờ Bùi Tiến Dũng khi đối đầu với anh sẽ là những Quang Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng, Thành Lương. Cơ hội để thể hiện là rất lớn nhưng thử xem bản lĩnh của Bùi Tiến Dũng ra sao.